Chào mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Mình là Thế Anh thì mình sẽ dẫn dắt cho cả nhà đến với những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ông Trump chỉ trích Tổng thống Biden chuyển đạn chùm cho Ukraine. Ông Trump cáo buộc Tổng thống Biden đang kéo Mỹ vào thế chiến thứ ba khi đưa ra quyết định gây tranh cãi về chuyển đạn chùm cho Ukraine. Joe Biden không nên kéo chúng ta tiến gần hơn thế chiến thứ ba bằng cách gửi đạn chùm cho Ukraine. Ông ấy nên nỗ lực kết thúc chiến sự, ngăn chặn chết chóc và sự tàn phá khủng khiếp mà chính quyền kém cỏi của ông ấy gây ra. Cựu Tổng thống Donald Trump ngày 11 tháng 7 ra tuyên bố cho hay. Tổng thống Biden gây tranh cãi khi công bố quyết định viện trợ đạn chùm cho Ukraine tuần trước. Ông Biden nói rằng đó là quyết định khó khăn nhưng cần thiết khi kho đạn dự trữ của Ukraine và các đồng minh đang cạn kiệt nhanh chóng. Một số quốc gia đồng minh NATO của Mỹ như Anh, Tây Ban Nha đều nói rằng không khuyến khích sử dụng loại vũ khí này. Đạn con chưa nổ trong đạn chùm sẽ gây sát thương nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em Ukraine vô tội trong nhiều thập kỷ tới. Rất lâu sau khi chiến sự kết thúc, tuyên bố của ông Trump nêu thêm. Cựu Tổng thống Mỹ chỉ trích ông Biden cung cấp lượng vũ khí lớn cho Ukraine, cho rằng không nên gửi cho Kiev những lô vũ khí cuối cùng vào thời điểm kho dự trữ của chính chúng ta đang sụt giảm nghiêm trọng. Trump cũng kêu gọi giảm leo thang chiến sự ở Ukraine, nhưng không nêu rõ các bước cần thực hiện cho động thái này. Joe Biden đang kéo chúng ta vào thế chiến thứ ba một cách nguy hiểm và không cần thiết. Đó sẽ là sự hủy diệt, cơn ác mộng ngoài sức tưởng tượng. Chúng ta phải ngăn chặn sự điên rồ này, lập tức chấm dứt đổ máu ở Ukraine và quay lại tập trung vào lợi ích sống còn của nước Mỹ, ông Trump cho hay. Ông Trump cũng cho rằng việc ông Biden tuyên bố gửi đạn chùm cho Ukraine vì nước Mỹ đang thiếu đạn là hành động vi phạm quy định về thông tin mật. Sự thừa nhận đáng xấu hổ của Biden rằng Mỹ đã hết đạn là điều mà kẻ thù của chúng ta chắc chắn đang thèm khát, cựu Tổng thống Mỹ nêu. Nhà Trắng chưa phản hồi câu hỏi liệu ông Biden có chia sẻ công khai thông tin mật hay không. Lập trường phản đối bom, đạn chùm của ông Trump là sự thay đổi rõ ràng so với chính sách được ban hành dưới quyền ông. Năm 2017, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó là Jim Mattis quyết định hủy bỏ chính sách từ thời ông Barack Obama yêu cầu chấm dứt việc Mỹ sử dụng hầu hết các loại bom, đạn chùm vào năm 2018. Đạn chùm không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rải hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng, hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo hoặc rocket nổ mảnh thông thường. Một số quả đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi rải rác mà không có bất cứ bản đồ đánh dấu nào. Những đạn con này vẫn giữ nguyên cơ chế kích hoạt và có thể phát nổ khi ai đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Trước mức độ nguy hiểm của loại vũ khí này, hơn 100 quốc gia đã ký công ước về bom, đạn chùm, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao chúng. Mỹ, Nga và Ukraine đều từ chối tham gia công ước. Tin kế tiếp. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa về phía biển Nhật Bản giữa lúc căng thẳng Bình Nhưỡng và Washington gia tăng. Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo tầm xa chưa rõ chủng loại về phía Đông Hải. Quả đạn được phóng theo góc cao và bay xa khoảng 1.000 km. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc GCS ra thông cáo cho biết sáng nay. Đông Hải là cách Hàn Quốc gọi biển Nhật Bản, khu vực nằm ở phía đông bán đảo Triều Tiên. Cảnh sát biển Nhật Bản thông báo tên lửa lao xuống khu vực cách bán đảo Triều Tiên khoảng 550 km, nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói rằng quả đạn bay trong vòng 74 phút và đạt độ cao tối đa 6.000 km. Quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản trước đó nhận định Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM. Triều Tiên chưa bình luận về thông tin, Bình Nhưỡng thường chọn góc bắn cao trong các vụ thử tên lửa tầm xa nhằm rút ngắn tầm bay của quả đạn, hạn chế khả năng tên lửa đi qua lãnh thổ nước khác và bị đối phương thu thập mảnh vỡ. Đây là vụ phóng tên lửa thứ 12 của Triều Tiên trong năm nay, được tiến hành chưa đầy một tháng sau vụ Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo cùng lúc từ khu vực Sunan. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây liên tục leo thang. Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tiến hành nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí thế hệ mới để đáp trả.
Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 10 tháng 7 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết, Washington đã đẩy mạnh hoạt động do thám vượt mức thời chiến và tiến hành các chuyến bay khiêu khích nhằm vào Bình Nhưỡng trong 8 ngày liên tiếp. Một trinh sát cơ Mỹ từng nhiều lần xâm phạm không phận Triều Tiên ở vùng biển Đông Hải. Không có gì đảm bảo rằng sự cố chấn động như máy bay trinh sát chiến lược của không quân Mỹ bị bắn hạ trên bầu trời Đông Hải sẽ không xảy ra, tuyên bố có đoạn. Bà Kim Jong-chon, em gái lãnh đạo Kim Jong-un, cáo buộc trinh sát cơ Mỹ đã hai lần xâm phạm không phận phía Đông Triều Tiên trong ngày 10 tháng 7 và tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ hành động kiên quyết nếu quân đội Mỹ vượt qua đường phân giới trên biển. Máy bay ném bom chiến lược B-52 Mỹ tháng trước tham gia tập trận với Hàn Quốc nhằm phô diễn sức mạnh sau vụ phóng vệ tinh thất bại của Triều Tiên cuối tháng 5. Nga nêu cách đáp trả đạn chùm Mỹ chuyển cho Ukraine. Bộ trưởng Shoigu cho biết quân đội Nga sẽ sử dụng vũ khí tương tự để đáp trả lực lượng Ukraine sau khi Washington chuyển đạn chùm cho Kiev. Nga cũng có đạn chùm trong kho vũ khí của mình. Chúng hiệu quả hơn nhiều so với đạn chùm của Mỹ, đa dạng hơn và phạm vi hoạt động rộng hơn. Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Sergei Shoigu, ngày 11 tháng 7 cho biết, tuy nhiên, quân đội Nga đã hạn chế sử dụng đạn chùm trong chiến dịch quân sự đặc biệt, do nhận thấy mối nguy hiểm của đạn chùm gây ra cho dân thường, tướng Shoigu nói. Nếu Mỹ cung cấp đạn chùm cho Ukraine, lực lượng vũ trang Nga sẽ buộc phải sử dụng biện pháp hủy diệt tương tự với quân đội Ukraine để đáp trả, tướng Shoigu cảnh báo. Bộ trưởng cho biết Bộ Tư lệnh Chiến dịch của Nga đang thực hiện các biện pháp tổ chức và kỹ thuật bổ sung nhằm bảo vệ quân nhân cùng trang thiết bị khỏi đạn chùm. Bình luận được tướng Shoigu đưa ra sau khi Mỹ thông báo chuyển đạn thông thường cải tiến đa dụng DBECM cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất. Đây là loại đạn pháo được thiết kế nhằm phát tán đạn con trên khu vực rộng lớn, thường dùng để chống lại tăng thiết giáp và gây sát thương cho bộ binh. Các quan chức Mỹ cho biết quyết định viện trợ đạn chùm được đưa ra sau khi có thông tin rõ ràng rằng Ukraine đang cạn kiệt đạn pháo thông thường và hoạt động sản xuất đạn mới không đáp ứng nhu cầu của họ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov nhận định đạn chùm mà Mỹ viện trợ có thể thúc đẩy nhanh quá trình giành lại khu vực Nga đang kiểm soát. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cùng một số đồng minh thân cận của Mỹ phản đối quyết định viện trợ đạn chùm cho Ukraine. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 7 tháng 7 thừa nhận quyết định viện trợ đạn chùm cho Ukraine là rất khó khăn. Song, Ukraine lúc này rất cần vũ khí để ngăn lực lượng Nga và khiến họ không thể chặn các đợt phản công. Đạn chùm bị chỉ trích chủ yếu do tỷ lệ đạn con không phát nổ và tồn tại nhiều năm gây ra mối đe dọa tương tự mìn. Những quả đạn con chưa phát nổ này rơi xuống đất và hướng vào lùm cây, vương vãi trên diện tích rộng. Chúng có thể phát nổ khi đó chạm vào, ngay cả khi chiến sự đã kết thúc nhiều năm. Trưởng tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc ngày 6 tháng 7 cho biết Mỹ có nhiều biến thể đạn chùm, song không cung cấp cho Ukraine loại đạn có tỷ lệ đạn con không nổ trên 2,35%, mà sẽ chọn tỷ lệ thấp nhất có thể. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền cho rằng Mỹ không minh bạch về dữ liệu tỷ lệ không nổ của bom con và đạn con. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC cho biết đạn chùm có tỷ lệ đạn con không nổ thường từ 10 đến 40%. Sử dụng đạn chùm trên quy mô lớn sẽ khiến nhiều khu vực hứng chịu hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu quả đạn con chưa nổ có thể kích hoạt bất cứ lúc nào, ICRC cảnh báo. Bản tin thứ tư, thế tiến thoái lưỡng nan của NATO với Ukraine. Mỹ và đồng minh cho rằng NATO không thể kết nạp Ukraine khi xung đột với Nga chưa kết thúc, nhưng trì hoãn có thể khuyến khích Moscow kéo dài chiến sự. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đặt cược di sản chính sách đối ngoại của mình vào nỗ lực viện trợ vũ khí cho Ukraine để đối phó Nga và gần đây là quyết định cung cấp đạn chùm gây tranh cãi. Tuy nhiên, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO, ông vẫn phát đi thông điệp đầy cứng rắn rằng Ukraine chưa sẵn sàng gia nhập NATO. Trong khi một số nước Đông Âu sẽ lạc quan, sẽ sớm chào đón Ukraine gia nhập liên minh, các thành viên cốt cán của NATO như Mỹ tỏ ra thận trọng hơn. Tôi không nghĩ rằng NATO đạt đồng thuận về việc kết nạp Ukraine vào thời điểm cuộc chiến chưa kết thúc, ông Biden nói ngày 9 tháng 7. Tổng thống Mỹ thêm rằng liên minh cần vạch lộ trình hợp lý cho Ukraine gia nhập, song Kiev vẫn chưa đáp ứng một số yêu cầu. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan ngày 11 tháng 7 cũng loại trừ khả năng Ukraine được kết nạp vào NATO trong lúc chiến sự đang diễn ra, nói rằng động thái này đồng nghĩa sẽ đẩy NATO vào cuộc chiến với Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg sau đó tuyên bố liên minh sẽ gửi lời mời Ukraine gia nhập
khi các đồng minh đồng ý vào những điều kiện được thỏa mãn. Bình luận của lãnh đạo Mỹ và NATO sẽ khiến Kiev thất vọng, dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận rằng Kiev không thể gia nhập NATO khi chiến sự với Nga chưa kết thúc. Trả lời phỏng vấn ABC News ngày 9 tháng 7, Tổng thống Zelensky nói rằng ông sẽ không làm khách mời tại hội nghị thượng đỉnh NATO cho vui và thậm chí không tham gia trừ khi liên minh có quan điểm rõ ràng hơn về tư cách thành viên và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Gửi thông điệp rằng NATO không sợ Nga và điều rất quan trọng, ông nói. Kết nạp Ukraine hay không là một trong những câu hỏi về an ninh đau đầu nhất đối với liên minh kể từ khi thực hiện chính sách hướng đông, đưa biên giới NATO tiến sát Nga. Quyết định kết nạp Ukraine sẽ mở rộng phạm vi áp dụng cam kết của NATO, quy định cuộc tấn công vào một thành viên là tấn công vào cả khối. Điều đó đồng nghĩa nếu cho Ukraine gia nhập, các lãnh đạo NATO trong tương lai có thể phải đối đầu với nước Nga sở vũ khí hạt nhân, theo Stephen Collison, nhà phân tích kỳ cựu của CNN. Những người ủng hộ kết nạp Kiev nói rằng lời hứa mơ hồ về tư cách thành viên trong tương lai mà các lãnh đạo NATO đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Bucharest năm 2008 đã kích động Nga phát động cuộc chiến trước khi Ukraine gia nhập liên minh. Thượng nghị sĩ Mỹ Lisa Graham và Richard Blumenthal từng trước đề xuất nghị quyết kêu gọi lộ trình kết nạp Ukraine ngay khi có thể. Chỉ khi được thông qua với tư cách thành viên NATO, Ukraine mới có thể thực sự an toàn trước Nga, tuyên bố chung của các thượng nghị sĩ có đoạn. Song có những lập luận phản đối NATO trao cơ hội gia nhập cho Ukraine. Ông Biden cảnh báo quyết định kết nạp Kiev trong thời chiến sẽ lập tức kích hoạt cam kết của liên minh để đảm bảo đối tác mới, để chứng minh điều khoản phòng thủ tập thể thực sự có ý nghĩa. Những bất định trong tương lai chính trị Mỹ có thể là lý do khiến ông Zelensky cố trình kiếm sự đảm bảo an ninh khẩn cấp từ NATO, Collison nhận định. Nhưng sự không chắc chắn đó càng khiến NATO lúng túng hơn với bất cứ đảm bảo an ninh nào cho Kiev. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin khá là thú vị, hay và hấp dẫn luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Ông Medvedev lại cảnh báo nguy cơ Thế chiến thứ 3. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev tiếp tục cảnh báo Thế chiến thứ 3 đang đến gần hơn khi NATO tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Sự điên cuồng của phương Tây không thể dẫn tới điều gì khác ngoài ngõ cụt. Thế chiến thứ 3 đang đến gần. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói trên Telegram ngày 11 tháng 7. Bình luận của ông Medvedev đưa ra cùng ngày hội nghị thượng đỉnh NATO khai mạc ở Litva, nên một số quốc gia cam kết cung cấp thêm vũ khí và hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Ông Medvedev khẳng định nỗ lực viện trợ này không thể ngăn Nga thực hiện mục tiêu ở Ukraine. Tất cả những điều này có ý nghĩa gì với chúng tôi? Mọi thứ rất rõ ràng. Chiến dịch đặc biệt sẽ tiếp tục với những mục tiêu đã định, ông nói. Ông Medvedev thời gian qua thể hiện lập trường chống phương Tây quyết liệt. Các nhà ngoại giao cho rằng quan điểm của ông phản ánh suy nghĩ của giới lãnh đạo Nga. Trong hai năm qua, ông Medvedev nhiều lần cảnh báo về Thế chiến thứ 3 khi phương Tây tăng cường hỗ trợ Ukraine. Trong phát biểu gần đây nhất hồi tháng 5, ông cho rằng kẻ thù của Nga thực sự đang đẩy thế giới tới bờ vực thảm họa toàn cầu. Trong đó không bên nào có thể thắng. Ông còn nhiều lần nhắc lại tuyên bố rằng Nga có quyền sử dụng vũ khí hạt nhân khi cần. Phương Tây nói muốn giúp Ukraine giành phần thắng trong cuộc chiến với Nga. Kể từ khi xung đột bắt đầu cuối tháng 2 năm ngoái, Mỹ cùng đồng minh đã cung cấp lượng lớn vũ khí và đạn dược cho Kiev. Mỹ ngày 7 tháng 7 lần đầu tuyên bố cung cấp đạn chùm DBCM cho Ukraine trong gói viện trợ quân sự mới nhất. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết rất khó khăn khi đưa ra quyết định cung cấp đạn chùm, song quân đội Ukraine đang cạn đạn dược. Động thái của Mỹ đã vấp phải phản đối mạnh mẽ từ nhiều bên, nó có Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Nga và Ukraine từng cáo buộc nhau sử dụng đạn chùm trong cuộc xung đột hiện tại. DBCM của Mỹ là đạn pháo hoặc đầu đạn tên lửa được thiết kế nhằm phát tán bom con, đạn con để phát nổ trên khu vực rộng lớn, phá hủy xe tăng, thiết giáp và gây thương vong với bộ binh. Những quả đạn con có thể không phát nổ khi tiếp đất hoặc tạo rủi ro lâu dài cho bất cứ ai chạm phải, tương tự mìn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình có video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua.
và sẽ mong được nhiều khán giả hơn nữa ủng hộ mình thời gian sắp tới nha. Và bây giờ thì xin kính chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những bản tin tiếp theo. Bye bye.